Thì về ngoại hình thì em chỉ cần là tầm chắc 1m75 đến 1m8 gì đó. Em cao 1m mấy? Dạ em 1m68 ạ. Em cao mà dạ. Bây giờ chị vô trong chị coi ai mà dưới 1m8 thì cho về cho rồi. Thì chị gác qua bên Vinh luôn cho lẹ. Em kinh doanh là có thể cụ thể cái ngành nghề được không? Dạ em kinh doanh quần áo vậy anh. Áo quần thời trang. Trời hả? Dạ, hôm rồi. Nay là no ấm luôn. Đúng rồi. Bên xây dựng, bên đây buôn bán nhà, đẩy tới cái lo cho quần áo luôn. Điều giả cái qua bơi. Cái ăn uống xong khỏe mạnh rồi, có nhà cửa ở rồi, đi bơi thể thao. Đó, tuyệt nói rồi. Chung là chẳng lẽ giờ gom 4 hôm này vô một. Em sẽ giới thiệu cho anh và dẫn một trong hai bạn nữ nếu hai bạn thích đi Đà Lạt tới một cái nơi rất đặc biệt. Đó là một cái quán cà phê nằm trên một ngọn đồi. Anh muốn hỏi em là cái quán cà phê nằm ở đâu? Ngay trung tâm hay là... đừng nói, đừng. Ơi, em muốn đi. Đi chi, đi phải kiếm nhỏ chứ, đừng nói em. Cái này em chỉ dẫn một trong hai bạn nữ rồi, thôi. Đúng rồi. Em muốn dẫn hai bạn nữ đúng không? Đúng anh, rồi. Anh thì nói ra đó, anh không nói vô đó. Không, chị nói vô bỏ kê cho em. Nếu em nói em say tiếng đàn thì anh có lại gần bên em không? Anh có lại gần bên em không? Em say đàn hay say là say anh? Tần số tình yêu mùa 2 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.